Thưa quý vị và các bạn, 30 Tết nhưng sức mua chậm và không có mặt hàng nào khan hiếm lên giá. Đây là nhận xét chung của nhiều tiểu thương khi nói về thị trường ngày cuối cùng của năm. Theo các tiểu thương, hoạt động mua sắm chủ yếu ở các mặt hàng phục vụ cúng giao thừa và mùng 1 Tết như hoa tươi, thực phẩm tươi sống. Tại một số chợ dân sinh như chợ Phố Hiến, chợ Gạo, thành phố Hưng Yên, chợ Thi, huyện Ân Thi, chợ Ba Hàng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, trong ngày 30 Tết, tất cả các mặt hàng đều có lượng tiêu thụ thấp hơn mọi năm. Có những cửa hàng đã sát 12 giờ trưa và vẫn còn tồn đọng lượng lớn hàng hóa. Trong khi đó, các mặt hàng đồ khô, đồ gia dụng, sức mua cũng giảm so với những ngày trước, không xảy ra khan hiếm hàng nên giá cả ổn định. Cuối ngày, nhiều tiểu thương đã có xu hướng giảm giá để tiêu thụ hết hàng hóa.